Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm nhóm chữ cái CH trong tiếng Pháp. Có bao giờ các bạn thắc mắc tại sao nhóm chữ cái CH trong từ champignon được đọc là sh, trong khi nhóm chữ cái CH trong từ orchidée lại được đọc là k? Chúng ta cùng tìm hiểu lý do trong bài học này nhé. Alors, trong tiếng Pháp, nhóm chữ cái CH thường sẽ được đọc là sh. Cách đọc âm sh trong tiếng Pháp như sau. Chúng ta bắt đầu khẩu hình miệng với hai môi tròn và đưa ra phía trước. Đầu lưỡi cong lên hết mức nhưng không chạm vào vòm họng, sau đó nói âm s như trong tiếng Việt và đẩy nhiều hơi từ cổ họng đi qua hàm răng. Chú ý cổ họng của chúng ta không rung vì đây là một âm vô thanh. Chúng ta cùng đọc âm này. Sh, sh, sh. Ví dụ, vache, avalanche, champion, château, chercher, schéma. Tuy nhiên, trong quá trình học tiếng Pháp, đôi khi các bạn sẽ gặp các từ trong đó nhóm chữ cái CH được đọc là k. Đó là những từ mượn, chủ yếu là từ mượn gốc Hy Lạp. Và chúng ta nên nhớ các từ mượn này để phát âm đúng các từ chứa nhóm chữ cái CH. Sau đây mình sẽ liệt kê các từ mượn hay gặp chứa nhóm chữ cái CH được phát âm là k. Các bạn có thể nghe mình đọc, sau đó phát âm lại các từ này. Và các bạn cũng có thể ghi lại và xem thường xuyên để nhớ lâu hơn. Đầu tiên là các từ liên quan đến âm nhạc. Kochal, Gör, Orchestre. Tiếp theo là các từ liên quan đến y học. Psychologue, Psychiatre, Echography. Các bạn lưu ý nhóm chữ cái CH trong các từ psychic, bronchite, chirurgie vẫn được đọc là sh. Tiếp theo một số tên riêng như Christmas, Christine, Christophe, Chloe và các từ mượn khác như Archange, Archaïque, Archaeology, Anachronic. Autochtone, Cao, Charisme, Choreography. Chrome, Chromosome, Chronic, Chrétien. Echo, Orchidée, Manichéen, Synchronisé, Technique. Voilà, chúng ta vừa điểm qua danh sách 27 từ chứa nhóm chữ cái CH được phát âm là k. Đây là danh sách cơ bản nhất. Khi các bạn gặp từ họ hàng của các từ này thì chúng ta có thể suy luận nhóm chữ cái CH trong các từ đó vẫn sẽ được đọc là k. Vậy từ họ hàng là gì? Từ họ hàng là những từ có chung một gốc từ nhưng khác nhau về tiền tố, hậu tố hay từ loại. Ví dụ như các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ được tạo ra từ một gốc từ có thể được coi là những từ họ hàng của nhau. Các bạn có thể thấy những từ họ hàng của một số từ mượn mà mình đã liệt kê trên slide. Vậy là bài học về cách đọc nhóm chữ cái CH trong tiếng Pháp của chúng ta đến đây là hết rồi. Qua bài học này chúng ta đã biết nhóm chữ cái CH trong đa số các từ tiếng Pháp sẽ có phiên âm là sh, và một phần nhỏ còn lại nhóm chữ cái CH trong các từ mượn, chủ yếu là từ mượn gốc Hy Lạp, sẽ được phiên âm là k. Bài tập về nhà dành cho các bạn là tra từ điển để biết nghĩa của các từ mượn có trong bài học với link từ điển Pháp Việt hay từ điển Pháp Anh mà mình đã để ở phần miêu tả dưới video. Các bạn có thể click vào tiêu đề video để hiện chi tiết. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm những bài học tiếng Pháp khác trên blog mẹđoảng.com của mình trong mục học tiếng Pháp như có thể thấy trên màn hình. Chúc các bạn
bạn học vui và đừng quên ấn nút đăng ký, subscribe hay abonné để cập nhật những bài học tiếng Pháp mới nhất nhé. Moi, je vous dis au revoir et bonne journée.